cái chuyện rớt bút chì nha mọi người. Rồi đây, kể cho nghe, kể cho nghe. Ở đây chắc chắn sẽ có người nghe rồi và cũng sẽ có người chưa nghe nha. Nhưng mà hôm nay sẽ kể lại cho một cái phương diện khác nên mấy bạn chuẩn bị tâm lý nha. Hồi đó lúc mà tôi đi học mấy bạn, là cái lúc mà kiểu gọi là học cấp 1 á, thì lúc đó là mấy đứa học sinh nam nó sẽ bận cái quần đùi, cái bận quần đùi vậy nè, nó tới cái phần này thôi à, xong là hai tay bỏ vô đây. Thì lúc đó mình biết trong cái quần đùi của mình tụi con trai có gì, có con bịp bẹp, nhưng làm sao mình biết được dưới váy của tụi con gái nó bận gì. Cho nên là cũng thắc mắc và suy nghĩ nha mọi người. Cái hôm đó giống như trời xui đất khiến sao á, trời thúc đẩy em Hiếu tò mò và em Hiếu tìm hiểu và em Hiếu biết được sao cái lớp váy đó là cái gì. Vậy nè, hôm đó là vậy, đang ngồi học vẽ trong lớp nha, đó đang ngồi học mỹ thuật, đang ngồi học vẽ, cái tự nhiên cái rớt cây bút chì, rớt cây bút chì xuống dưới học bàn á, để Hiếu chui xuống, Hiếu lụm bút chì. Cái tự nhiên tôi chui xuống học bàn nè, tôi chui xuống cầm bàn vậy nè, để tôi kiếm cái bút chì tôi lụm nha mọi người. Cái tôi chui xuống vậy nè, cái mấy bạn phải biết không, là ở đằng sau lưng của Hiếu á, đằng sau lưng, đằng sau cái bàn tôi á, là bàn của hai bạn nữ mọi người. Trời ơi, trời ơi là trời luôn á. Tôi kiếm bút chì mà tôi không thấy bút chì mọi người. Tôi kiếm bút chì mà tôi không thấy bút chì, tôi thấy con gấu mấy bên. Trời ơi, ảo thiệt luôn á. Tôi thấy một con gấu màu nâu trên cái nền màu trắng nha mọi người. Cái kiểu như cái xong cái mình thấy vậy cái kỳ quá, thôi mình làm bút chì lẹ lẹ đi. Cái mình lên, cái mình đang ngồi mình chuẩn bị vẽ mà trong đầu mình cứ nghĩ gì đâu không rồi. Cái lát 5 phút sau rớt bút chì nữa. Cứ tính đi nha, tôi học trong lớp có 30 phút mà tôi rớt bút chì 8 lần á, rớt hoài luôn. Lúc đầu là tôi ngồi cái bàn nhì nha, cái bàn nhì của cái tủ 1 nha mọi người. Tôi rớt bút chì mà tôi đi kiếm, mà tôi kiếm riết xuống tới bàn cuối cùng luôn á. Tôi thấy rất nhiều cái hình hoạt hình nha, chẳng hạn hình Tom Jerry nữa, hình Doraemon, Doraemon nha mọi người. Thấy được hình Doraemon và rất nhiều những nhân vật hoạt hình khác, Mickey đồ này nọ nữa. Cái kiểu cái tôi bò, sao tôi bò qua tủ 2 mọi người. Cái lúc này cái kiểu bà cô Hiếu đâu đây, thằng Hiếu đâu, sao không thấy thằng Hiếu đâu hết vậy. Nói bạn Hiếu đâu rồi, bạn Hiếu đâu rồi mấy đứa ơi. Nói ủa cô ơi, bạn Hiếu nãy giờ làm bút chì hơi lâu á, bạn Hiếu làm bút chì lâu á cô ơi, em không biết nữa, nãy giờ em đạp chút bạn Hiếu hơi nhiều rồi đó cô. Cái bà cô nó làm gì chứ vậy Hiếu? Dạ em làm bút chì cô. Trời ơi, cái lúc đó tôi từ tủ 1 nha, cái lúc mà bà cô phát hiện tôi là tôi đang ở tủ 3. Ảo thịt đí. Tôi bò tôi đi làm bút chì á mọi người. Ai mà không có sai lầm, ai mà không có sai lầm, ai mà không có sai lầm. Hồi đó thử coi, nếu mà mấy bạn mà vô khuôn khổ của tôi đi rồi mấy bạn sẽ biết. Kiểu như lần đầu còn hơi bỡ ngỡ nên mình hơi đi lung tung xíu. Rồi, cảm ơn mấy bạn vì đến cảm ơn mấy bạn đến với cái câu chuyện cây bút chì nha. Rồi tiếp thôi chúng ta sẽ tới cái câu chuyện khác. 12 seconds later. Trời ơi, đây kể các bạn nghe về ký ức đi lụm ve chai nha mọi người. Ký ức đi lụm ve chai của tôi có rất nhiều câu chuyện. Câu chuyện đi lụm ve chai, lụm trúng bao cao su nè, đem về thổi nè, lụm C2 nè, rồi câu chuyện con chó lớn và con chó nhỏ, rồi câu chuyện lụm ve chai mà hai thằng kia quýnh lộn đạp nhau mà đạp cứt nữa. 4 mẫu chuyện nha. Rồi còn đi mà ỉa ở dưới Trường Chinh nữa, 5 câu chuyện nè. Rồi đây sẵn tiện kể hết luôn 5 câu chuyện này trong một lần nha mọi người. Đầu tiên tôi sẽ kể cái câu chuyện nhỏ nhất, đó là câu chuyện con chó lớn và con chó nhỏ. Đây, hôm bữa đó là đang ở dưới quê mà mọi người, dưới Bình Chánh, cho nên là người ta nuôi chó rất là nhiều ha. Người ta nuôi chó hôm đó là nuôi chó ở trong cái chòi á, tại vì mấy cái người mà người ta lớn, người ta trong chòi, trong ruộng thường là người ta sẽ trồng dưa gang hoặc là trồng mấy cái cây gì đó, thì người ta sẽ ở lại cái chòi đó để người ta canh, để cho không thôi là bị mấy người mà người ta trộm dưa gang. Hồi xưa đi trộm dưa gang tới mức mà phải mang theo cái thùng luôn mấy bạn, bỏ trong dưa gang để đẩy nó về á, tại dưa gang nó nặng lắm mà lấy nhiều là phải bỏ thùng mà nước suối á, đẩy về, cho nên phải có người đó là trong nha. Cái hôm đó tôi đi lụm ve chai, lụm trong mấy cái chòi, thường người ta uống nước ngọt thì người ta sẽ quăng mấy cái chai đó ra đó mọi người, xong cái mình sẽ lại đó mình lụm. Cái hôm đó tôi đi vòng cái chòi đó nha, không có thấy ai hết, thì tôi mới đi lụm mấy cái chai. Tôi thấy có 2 con chó, một con chó lớn và một con chó nhỏ, 2 con đang ngồi vậy đó, đang ngồi đó. Cái tôi thấy con chó nhỏ nó bú con chó lớn, thì tôi nghĩ trong đầu tôi là chắc con chó nhỏ là con của con chó lớn, và con chó lớn là con chó mẹ đang cho con mình bú, là chuyện hết sức bình thường và hết sức là cao cả luôn, đúng không mấy fan? Đâu có chuyện gì đâu nói. Xong cái khúc này mới căng nè mấy mẹ. Lúc này cái tự nhiên tôi đang đi vòng ra sau của cái chòi tôi lụm, cái tự nhiên tôi nghe tiếng la thất thanh của con chó ẵn gì đó. Cái xong của tôi chạy lên tôi mới thấy cái bà kia, bà lấy cái cây bà quýnh con chó nhỏ quá trời luôn. Cái xong tôi lại mới nói cô ơi cô sao vậy, tự nhiên cô chia cắt tình mẫu tử của người ta vậy cô. Cái bà đó bà tán tôi, cái bà kêu ảo giác hả mày, mày nhìn kỹ lại coi, con chó này con chó đực mà, con chó nhỏ đang bú chó đực. Ảo thiệt luôn á, chó nhỏ này chó nhỏ siêu làm phiền luôn á mọi người. Trời ơi, mới ba lớn tuổi mà chơi trò này đỡ nổi luôn, thôi cô luộc nó luôn đi cô. Rồi tiếp tới lụm nha, lụm ve chai ở Trường Chinh này. Hồi lúc đó Hiếu ở trong đường Sông Hành, quận 12 á mọi người. quận Sông Hàn, đường Sông Hàn ở trong quận 12 nha, là cái khúc đường nó rất là dài và thường ở đó sẽ có một cái khu gọi là khu bánh tráng Trường Chinh. Mấy bạn nào mà ở cái khúc mà trên đường Sông Hàn quận 12 trong đó thì mấy bạn sẽ biết ha, chỗ này rất là nổi tiếng và khu vui chơi. Đợt đó cái tôi lên trên đó tôi thả diều hay lụm dây chai không nhớ chính xác là cái gì nữa, cái tôi đi lên chảnh cái kiểu như xui sao hôm đó bị mắc ỉa. Mà trên đó nổi tiếng một cái rất là hay đó nha, là đi ỉa bậy, là ỉa ở trong khu mà mấy cái ống cống á. Lúc đó là người ta sẽ làm một cái đường gọi là cái đường thoát nước á, cho nên là mấy cái ống cống nó sẽ rất là nhiều, và thường những cái người mà người ta đi ở đó người ta sẽ đi ỉa trong đó nha, là người ta sẽ đi ỉa trong đó nha mọi người. Thiệt á, Hiếu nói thiệt á, là người ta sẽ đi ỉa trong đó. Mà mấy fan tưởng là đi làm cái có hả, đông lắm đó mấy bà nội, giống như là cái đó là thuộc dạng là top 1 nhà vệ sinh khí trời tự nhiên ở đó đó, cho nên cái bắt ỉa quá rồi cái đi vô chổng mà nhìn vô ui có người rồi, có người, mọi người phải đứng xếp hàng nữa, phải đứng xếp hàng phải đợi nữa. Mà mình mắc quá rồi, mình mắc quá rồi, mình đâu có thể nào mình chịu nữa đâu, mình đâu có nhịn được. Cái bạn tôi nó mới nhanh trí, nó kêu tôi là vậy: ê mày đi ra đại sao cái bụi lau sậy đó đi. Không phải là cái bụi lau sậy mà không nhớ là cái cây gì nha, mà gọi là cái bụi lau nha mọi người. Cái cây đó rất là dài nha, nó rất là dài, dài một khúc gì nào mà nó long không à, long không à. Nếu mà bạn đứng lên á thì sẽ tới cái tầm phần mà cỡ ngực nè, nhưng mà ngồi xuống là không có một ai thấy mấy bạn hết, rất thích hợp để ỉa. Sao mắc ỉa quá rồi đâu có kịp cầm giấy theo đâu, cũng không nhớ trong đầu luôn. Mà thằng bạn tôi nó chỉ tôi, nó kêu là vậy nè: mày đi vô mày phải hết sức cẩn thận, nhìn xuống nha, coi chừng đạp phải mìn đó. Cái xong rồi y như lời nó nói luôn mấy bà nội. Ở chỗ đó tao nói mày, nó giống như là cái bãi mìn vậy đó, giống như là cái đường biên giới vậy đó, mìn quá trời luôn. Đi vô đạp không cẩn thận một cái nha, không cẩn thận là nó nổ cái què giò luôn, là đi cà nhắc luôn đó mấy má. Đạp cái là đi cà nhắc luôn. Tôi lạng trái, tôi lạng phải, tôi lăn, tôi lộn, tôi đi vòng tròn cái kiểu. Xong tôi cũng vô được trong cái cứ điểm để có thể đi ỉa được nha. Nhà cái lúc mà tôi kéo quần xuống, tôi làm xong xuôi hết trơn rồi đó mọi người, xong xuôi bẹt ta la nhà hết. Khúc này mới nhận ra là mình không có giấy trù đích, mình không có cái đó mọi người, không có luôn xu. Cái xong cái lúc này cái tính là bứt cái cây đó, mà cái cây đó nó râu, nó có râu mà nó lông không à, nếu mà chùi là ngứa lắm luôn, chịu đâu có nổi đâu. Xong cái quyết định là ngồi xuống dậy, cái thấy trước mặt mình có tờ giấy. Khúc này nó nhỏ thôi nha mấy em, khúc này nó nhỏ thôi, đừng có kể ra ngoài nha, người ta nghe được quê lắm luôn á. Cái lúc này cái xong của tôi thấy có cái tờ giấy trước mặt mà mấy ông biết gì không? Cái tờ giấy trước mặt đó là cái tờ giấy người ta xài rồi, nhưng mà người ta mới xài có mặt trước à, cái mặt sau vẫn còn. Hiểu không mọi người, hiểu không? Mọi người hiểu tới khúc này không mọi người? Hiểu tới khúc này không? Cho nên là sau khi mà em Hiếu bẹt ta la nhẹ xong hết rồi, quyết định lấy cái mặt sau xong rồi đó nha. Cái tôi chuẩn bị tôi đi ra cái khúc này, tự nhiên tôi thấy từ đằng xa xa cũng có một người lạng trái, cũng có một người lạng phải, lộn vòng tròn cái đứng tới trước mặt tôi ỉa. Rồi lúc này cái tự nhiên mình đang chuẩn bị đi ra, cái có người khác tới vô, cái chẳng lẽ giờ mình nói chú ơi khoan cái chú giờ cho con đi ra cái được không? Chẳng lẽ giờ mình làm gián đoạn cái điều đó của người ta, và người ta sẽ nhận ra là à ỉa vậy mà vẫn có người rình mò hay sao. Cho nên là tôi quyết định tôi ngồi luôn ở đó gần 5 phút đợi ổng ỉa xong rồi ổng đi ra tôi mới đi ra. Mà cái lúc đi ra á mọi người không có nhớ, mấy lúc đi ra không có nhớ lạng trái lạng phải lộn đồ này nọ. Đi ra xong cái đi ra cái là vừa mới bước ra là đạp bẹt ta la nhè luôn. Bạn tôi chụp tay lại nói dính rồi đúng không, thấy đi cà nhát là nghi rồi, ra đây tao chỉ mày rửa nè. Mà thằng bạn tôi hơi bị rành cái khu đó nha, tới bây giờ tôi vẫn chưa biết rồi là thằng bạn tôi đã từng đi ỉa ở đó biết bao nhiêu lần. Rồi tôi phải kể cho bạn nghe câu chuyện ngốp phải cứt dịch nha. Câu chuyện này vừa mới kể ngày hôm qua luôn. Nếu mà mấy bạn nào mà biết người ta múc cát lậu không? Mấy bạn biết múc cát lậu không? Thường á những người mà người ta múc cát lậu xong người ta đem đi bán á, thì ngay cái chỗ mà múc cát lậu nó sẽ có một cái trũng mọi người. Một cái trũng đó là cái trũng để là đựng nước luôn á. Trời mưa xuống á, là cái chỗ nó sẽ trở thành một cái hồ bơi công cộng, thành một cái hồ bơi thật sự nha. Và Hiếu đang ở gần trong những cái khu mà người ta múc cát lậu đó đó. Cái hôm đó lên bờ kinh bơi mà tôi đi bơi có một mình tôi à, cho nên là cái lúc đó có hai cái hồ nha, một cái hồ bên trái và một cái hồ bên phải mọi người. Một cái hồ bên trái, một cái hồ bên phải. Cái hồ bên trái rất nhiều người bơi nha, nhưng mà kiểu như tôi là kiểu ghét cái cảm giác mà nhiều người bơi á, cho nên là mình bơi sang cái hồ bơi thứ hai, cái hồ bơi bên phải. Mà có một mình tôi bơi là tôi vẫn không hiểu là tại sao lại người ta lại không chọn cái hồ bơi bên này bơi, tại vì nó thoáng mát vậy mà sao không bơi đi. Xong tôi mới biết được cái hồ bơi bên đó là cái hồ bơi dành cho mấy con vịt nó bơi với mấy fan. Mà cái lúc mà tôi đi ra bơi đó thì người ta dắt vịt người ta về rồi, nhưng em Hiếu không biết nha. Em Hiếu không có biết vịt, em Hiếu bơi bơi với tất cả mọi người đang ngay cái chỗ đó nhìn tôi. Thằng này gan thiệt luôn nè, sao mà đỉnh cao vậy đó. Cái đang bơi cái bị đuối nước mấy má. Mà mấy con vịt nó ỉa rất hay nha mấy fan. Là cứt của mấy con vịt nó ỉa là nó sẽ nổi lên mặt nước nha, chứ không phải chìm nghiệm xuống dưới đáy nha. Mà nó nổi lên bền trên mặt nước vậy đó nha. Cái đang bơi cái đuối nước quá mới há miệng ra hớp, cũng phải hớp trúng cứt vịt mấy bà nội. Mà tôi kể với bạn nha, cứt vịt mùi vị của nó không biết là hôm đó là nó ăn sicula hay là do tôi nha, mà lúc đó là có vị sicula luôn mấy fan. Tuy là nó hơi dơ nhưng mà là sự thiệt nha, rất là béo, béo còn hơn phô mai của bột cờ luôn á. Nếu mấy bạn nào không tin thì mấy bạn cứ trải nghiệm đi nha. Xong câu chuyện số 48.